Các bạn thân mến, phía sau lưng của tôi đây là lá cờ thần ngày mai sẽ được treo với kích thước 16x16, nặng gần 100 kg. ABB GAT chúng tôi tự hào là một đơn vị nhà thầu chính trong cái hệ thống mà tổ chức lễ hội này, được sự tin cậy của Bộ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Chúng tôi cung cấp khí helium và tổ chức các cái quy trình kỹ thuật để mà bơm gần 30 trái bóng nhập khẩu. Chúng tôi vì điều kiện chúng tôi đã nhập khẩu bằng đường hàng không về để mà kịp cho ngày lễ tổ Dỗ Tổ Vua Hùng. Và hôm trước là tối ngày 6 tháng 4 thì Đài Truyền hình Việt Nam VTV1 đã phát trực tiếp lễ cắt băng khánh thành, và hôm nay là chương trình tổng duyệt để treo lá cờ thần. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Phía sau lưng tôi các bạn có thể nhìn thấy đó là lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đến kiểm tra hiện trường để cho buổi lễ sự kiện ngày mai được thành công tốt đẹp. ABB GAT rất may mắn với sự nỗ lực của mình đã được sự tin cậy của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch của ban tổ chức cho chúng tôi được triển khai những dự án này. Các bạn có thể thấy phía sau lưng tôi đây là nhân dân Cần Thơ đang háo hức để mà vào xem, nhưng mà vì điều kiện an ninh an toàn cho các lãnh đạo của bộ và thành phố Cần Thơ và ban tổ chức, do vậy an ninh được thắt chặt và nhân dân thì náo nức vào đó. Các bạn có thể thấy nhân dân rất là vui. Khuôn viên của đền thờ Vua Hùng tại mảnh đất Tây Đô, nơi mà những người con miền Nam có thể về thắp hương tưởng nhớ công lao của các vị vua hùng, rất đẹp ở một góc đường đại lộ Nguyễn Huệ. Các bạn có thể nhìn thấy phía sau lưng tôi đó, rất đẹp. ABB GAT được đồng hành cùng với ban tổ chức sự kiện này, đây là sự tự hào và nhưng một áp lực rất lớn để làm sao đảm bảo được tất cả những quả bóng kia được bay và an toàn, không bị giảm áp suất, sao cho mà thật đẹp nhất. Ngày mai chiếc lá cờ thần tưởng nhớ vùng kia sẽ được tung bay trong 3 ngày lễ hội. ABB GAT xin được cảm ơn các bạn.